Có chơi thùng không đâu, tôi nhảy dây dùm đi. Chơi 4 thùng. Nhiều rồi. Ai biết, 24 chứ, có 28. Mỗi khi có máy quay chị ấy hay luôn. Tôi thấy không được, tôi thấy thấy rồi nè. Thấy chưa thấy đã. Mình thấy chơi bên nên mình đâu. Ủa. Cái điện thoại mày bị gì vậy? Bị rớt đó trời. Chơi đi. Chu có đủ 3 phút. Thế tí để vô mày. Ê. Rồi, 5 cục đá. 5 cục đá đã sẵn sàng rồi tí ơi. Thời buổi Covid gì đâu mà kêu chơi tới đó không thấy. Đứa nào cũng cầm cái điện thoại chơi, đứa chơi game, đứa gửi hình, đứa quay phim. Rồi tí chơi. Sao chơi thấy đá mệt mỏi quá nghỉ luôn rồi. Diễm chơi cái nói Diễm. Cái này có chế độ chống rung luôn. Ôi, người ta gào lên rồi. Rừng cao su nguy hiểm, xin quý vị đừng vào. Mọi người, chiếc xe nó chạy Fast and Furious luôn. Cái gì chả móng cướp mũi tích cực. Tí là nó đi khám phá. Ai con đường, con đường xưa em đi. Hãy đi qua con đường bên kia thì mới vô trong cái nhà đó được. Cái nhà đó là nhà gì ba? Khi tôi vô nhà hoang. À, cho mấy người phim kinh dị xem lạc lạc đi vô đường mấy căn nhà hoang được đó. Đi ra đường chụp nào. Đường nát với mày luôn. Ở bên đây nè. Kệ ông nó nhìn ba đứa mình như ba đứa đi. Ba.